xương to. Chuẩn luôn. Mày tầm bao nhiêu tháng rồi chưa? Đây theo cả chục tháng. Coi để nái là đúng chuẩn luôn hả? Mày Đúng. F2 F1. Một. Này chưa được mập lắm, lông Cô còn dính dẻo. lông dài quá. Cô có mà nó mập là nó bóng đi da luôn. Thì nó đây là lông nó đâu nó Một trắng xét. ra như là bọn bé à. Mập ra rớt cái lông rồi là nó mịn đã lắm. Màu sáng đã ghê. Dạng như ru to. Xương to. Nái chuẩn luôn. Này tầm bao nhiêu tháng rồi chưa? Đây theo cả chục tháng. Nếu mà thông thường thì bao nhiêu tháng nữa là mới vô nọc được? Tùy theo cái con bò, mà nếu mà cái con bò mà to con thì là nó khoảng chừng 15 16 tháng.